bây giờ lại không có ấy nhỉ, Có gì? có cái kiểu cái xào thì đưa ra này, quăng ra lại vỡ hết mồi mất. Mình đi bộ ra. Xin chào các bác nha. Hôm nay cùng anh em chúng tôi đi 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 bẫy cá. Thì là hôm trước mình có đặt hai cái lồng lồng gì nhỉ, lồng bắt quái ở trên Shopee ấy. Thì hôm nay mình sẽ mang đi, và sáng ngày thì có mua một ít mồi ở đây rồi. Lúc này em phải đến 50.000 tiền mồi đấy. Cám thì các loại ở đây để cho thơm để dụ cá. Và mang mua, mình có mua một ít thịt này, Anh hơi nỡ này. bánh mì này, rồi thì trứng, rồi thì mang ga mua cả than đi, để lát nữa sẽ đây than ở vỉ nướng đây. Lát nữa trong cái thời gian mà chờ đợi thì là sẽ nướng thịt và chờ đợi bẫy cá. Thì bây giờ bạn mình đang đang lôi cái này ra để bẫy trước, xong bắt đầu đi nướng nướng thịt. Cái đấy là nó may thừa, nó dính ở đấy đấy bạn, không kệ nó, Đúng không được gì đâu. cái này thì cho mồi đây bạn. Ừ, à đúng, chỗ cho mồi đúng không, gà vãi đó. Ừ phải kéo này, xong rồi mới trùng xuống. Hôm trước mình làm video nhưng mà để nó Gà. để nó thẳng quá. Này cá đang biết đường chui vào nhỉ. Thì nó rút thì cá cá nó chỉ rút thôi, cước rồi. Cước á? Đợi tí. Ôi giời, tí rồi mày. Thế thả đây trước tí em buộc cước. Cước à? Hình như ở trong túi ga các bạn này. À kia. Này này, mở hộ tôi bác. Các bác có thấy view ở đây có đẹp không? hắn đi sợ sóc ga nổ thế là hắn ném bột đấy. View rất là đẹp các bác ạ. Ngồi đây mà nướng gà thì dưới này là hồ, còn mình còn mang cả một cái cần câu đi nữa. Tí nữa rảnh rảnh thì sẽ lấy thịt mai vào để câu. Hôm nay cuối tuần nên là có thời gian đi chơi các bác ạ, chứ ở nhà không biết làm gì. Ủa, sách à? Tạm tạm thôi bạn ơi, không cần đâu. Sách rồi. Quê vãi chứ biết dùng ra tay một lần. Ai đã mở nhạc Tết thì đã thấy không khí rồi đấy. Đây là mồi mồi để cho vào kia bẫy các bác ạ. Sáng ngày mua người ta cho nhiều lắm, chẳng biết là những loại cám gì, quên mất cám trứng và cám Cám gì bạn nhỉ. trứng, cám rụng, cá, Cám cám gạo gạo nếp rang đúng gạo nếp rang. không? Rất là thơm luôn. Người ta trộn luôn cho rồi, bây giờ mình chỉ sẵn nắm vào thôi. Ồ, được phết nhỉ. Dính rồi này. Thơm nhỉ. Đéo mùi gì? Thơm thế mà không có mùi gì á? Mũi tịt rồi. Cái này chắc chỉ chữa một hai nắm thôi chứ bạn. Này các bạn bảo thêm mua thêm 2 cân nữa mà ngồi đánh đến mai à? Cái view đẹp thật đấy. Cho đây. Đó, bây giờ thì là sẽ chỗ này là chỗ cho cá, mình cứ tưởng là may thừa không? Anh nó đã đang định cắt đi ấy. Đây là cho cá vào trong này các bác ạ. Cho thêm vài nắm bên ngoài nữa nhỉ. Thơm vãi. Chả cần chặt lắm đâu. Thơm Thế thật bạn ạ. tung thì tung phát xuống khi còn vỡ hết. Đúng, phải cho củ đá vào trong ấy thì nó mới chìm nhanh được, mới cả nó mới sát được đất. Hả? Cần mẹ cho củ nhỏ nhỏ thôi. Nên là tầm Cho tầm tầm này này. thế bạn nghĩ là nó ở giữa cho bạn à? Nếu ít ra thì nó kiểu nó kéo xuống ấy thì nó con xuống được. Tí Chứ nữa không chồng nó ngược bố lên thì không có đá thôi.
Mình đặt ở gần dê thôi, gần bờ thôi. Hả? Chắc là cho ra chỗ kia kìa. Cái chỗ mấy cái có đây này, có cái bụi bụi này. Nhỉ? Yeah. Dễ dễ con... này. Thì thả, bước xuống thả. Ừ, bước xuống. Bây giờ phải mấy tiếng mới nhấc lên kìa mà. Rồi hết mẹ vẫn. Với cái này luôn em. Rồi rồi bạn ơi. Cứ thế rồi được, có tung hết. Nắm lại phát. Xong cái này rồi ạ, thế thôi ạ. Có thêm nằm nữa. Có chỗ nào cho thêm không nhỉ? Hay vứt ở ngoài? Đó, thế là xong một cái đó các ạ. Từ từ đó, cầm lên quay đẹp hết nhá. Sao nó tròn thế nhỉ? Mình cười đau bụng. Đó, đây là một cái. Bạn cầm đi bạn. Cầm đi. Đây là xong một cái góc các. Còn một cái nữa thì lát nữa làm sao. Nhìn bóp bóp. Nhìn như cứt. Ok, buộc xong một cái. Buộc cái ạ. Buộc dây cước á. Cứ ấy cái kia đi đã. Làm nó cả cái kia đi không. Bỏ găng tay mà buộc cho dễ. Có gì mà buộc. Đây là cái nữa này. Mai bạn về quê không? Làm cái về đi xong làm quay video cho tớ. Nhà sẵn ao. Ao nhiều tôm nhiều cá thì ra suối này. Hả? Chắc ta đi làm là mình có thời gian. Tối thả sáng nhất thì nghe được. Ừ, chỉ tối thả sáng nhất đi. Chứ còn ngày thả sáng nhất luôn chả được ăn thua đâu. Mà tôi đang bảo nếu một chiều rảnh rảnh có khi là sẽ thả đây là sáng mai lên nhất các bác ạ. Mình nghĩ là tối thả sáng sau nhấc thì sẽ được nhiều hơn. Nhanh nhanh tay các bạn ơi, tớ phải dừng video. Dừng video về phải ghép. Đó là rất hơi bận nên là muốn là quay phát nào là up lên luôn phát đấy. Chứ mấy hôm lâu nay là không sửa video gì. Để quay cả cái đoạn mình sẽ thả chúng luôn đấy. Gói gọn trong khoảng tầm 10 phút cho nó nhanh. Đỡ mất thời gian. Vào trong tay ra làm khó quả sao, cá biết chui ra. Nhưng mà cái lỗ này mà cũng vào được bạn ạ. Hay phết đấy nhỉ. Bạn biết cái hôm lươn nhỉ. Ừ. Cá vào được thì nói như thế này. Ok chưa? Đó, đây là hai cái các bác ạ. Xong hai cái rồi bây giờ sẽ đi. Xung quanh bốn cái hồ này là rừng núi hết này. Trên này là đường. Đây là cái rừng keo mình để xe ở trên kia. Có thể là sẽ lại kêu đặt một cái nhỉ. Lại đằng góc bằng kia kìa. Thành tốt lắm. Đấy là đằng góc đấy là chỗ nào mà nhiều bụi. Nhiều bụi nhiều thì cá nó sẽ hay ở. Đây có chắc là phải làm một cái ở đây. Một cái chỗ này nữa. Hai cái. Nữa là mình đi trước. Thứ mình đang sợ nó không chìm được ý. Chìm thì chắc chắn nó chìm. Cước này không đứt được đâu. Mẹ một yến. Cá một yến cũng không đứt được. Đói quá, sáng ngày thích ăn gì.
Mình đang quay là quay bằng cái máy ảnh mới mua các bác ạ. Cái VKB 800 ấy. Quay 4K đấy. Các bác thấy chất lượng video có tạm được không? Hơn trụ cổ không biết là xứng đáng không? Cầm này. Cắt, cắt, cắt luôn đi bạn. Yeah. Trong buộc ở đây này, trong buộc cái dây xanh ý. Hả? Đây này, buộc nối trên này này. Buộc chỗ này này. Kéo lên có phải là mình được thêm một đoạn không?